Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ hay đánh trên Thiên Thiên Tử Kỳ vào ngày 23 tháng 5 năm 2022. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Vương Khuếch và người cầm bên đen là kỳ thủ Giang Hồ Trình Thứ Minh. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.吃。吃。 吃。 吃。 吃。吃。吃。 吃。 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 吃。
吃 将军 将军。将军。 将军。 将军。将军。 Và tiếp theo sau phần cờ cho Vích sĩ qua đến từ bên đây lập tức là tình huống cờ cho tiến xe chiếm ngay để tấn công phất khúc đến từ bên đỏ và danh thủ Vương Quách. Như vậy kênh học của Tuấn Online vừa kể tới các bạn ván đấu trên một trận cờ online đỉnh cao của danh thủ Vương Quách đánh trên Thiên Thế Tử Kỳ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.